Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình. Nếu như các bạn cũng có những câu hỏi và muốn được tư vấn miễn phí trên các video như thế này, đừng quên lên Google gõ toanvuyenhạnhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình, kéo xuống có phần Messenger, hãy để lại câu chuyện của các bạn ở đó hoặc liên hệ với mình để được tư vấn có phí nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay của một bạn gái. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: Em chào chị ạ. Chị ơi, em đã coi hầu hết các clip của chị trong suốt 2 năm nay và em thực sự rất thích các tư duy của chị ạ. Hiện tại mối quan hệ của em kéo dài 1 năm rưỡi và trong nửa năm gần đây anh đã chia tay và quay lại rất nhiều lần. Chủ yếu là lý do là cảm thấy em suy nghĩ trẻ con, đòi hỏi và không cảm nhận đến suy nghĩ của anh ấy. Thông qua những video của chị thì em cũng hiểu tư duy cao thượng và đem lại những gì tốt nhất cho nhau là kim chỉ nam của mọi vấn đề. Tuy nhiên gần đây nhất, anh quyết tâm chia tay và nói nếu muốn quay lại, em hãy dành 1-2 tuần để suy nghĩ về mọi chuyện. Em phải hứa thay đổi, phải bỏ tính cách trẻ con ngay lập tức và không thỏa hiệp với lỗi sai của em nữa. Em biết em sai, tuy nhiên em không chắc mình có thể hoàn toàn thay đổi được nên em chưa biết phản hồi ra sao dù đã gần 1 tuần trôi qua. Em thực sự không dám hứa. Em nên làm sao hả chị? Em cảm ơn chị. Và thực sự khi chia tay thì anh nói mình không hợp và thời điểm ban đầu anh đã muốn sống cả đời với mình nhưng tính cách trẻ con của em đã làm anh ấy thấy không chắc chắn và không thể sống chung với nhau được, mặc dù tụi em đã ra mắt với gia đình hai bên ạ. Em thân mến, thực sự cái tính trẻ con đòi hỏi và không thấu hiểu của em ấy, thì nó không lạ lẫm gì nữa rồi. Và rất nhiều cô gái đều mắc phải rồi. Nhưng bây giờ em phải đứng trước một cái lựa chọn này, nếu em không thay đổi thì cơ hội của em không còn nhiều nữa đâu. Bởi vì không phải lúc nào người ta chia tay rồi người ta cũng sẽ quay lại. Có những lúc sẽ chia tay và rồi sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại với nhau nữa. Em phải biết có cái nguy cơ đấy, để không phải là em hứa với người đàn ông này mà em phải hứa với chính mình. Cái thay đổi nó phải đến từ tự nguyện từ em chứ không phải là vì anh đi đòi mà em thay đổi. Em phải tự biết thay đổi và em ý thức được rằng nếu em không thay đổi thì mối quan hệ này không có lý do để tiếp tục. Em phải hiểu từ sâu trong thâm tâm của bất kỳ một con người và người đàn ông cũng thế. Họ yêu ai cũng có lý do hết chứ đừng nói là yêu mà không có lý do nhé. Nếu từ em họ cảm nhận được tình yêu, sự bình yên, sự thoải mái, sự trân trọng, sự ghi nhận, nói chung là cảm xúc tích cực thì họ mới muốn ở cạnh em. Còn nếu ở cạnh em đều là những cảm xúc tiêu cực, đòi hỏi, khó chịu, bực mình hay cáu gắt, tại sao họ phải ở cạnh em? Họ đã từng yêu em không có nghĩa là họ sẽ yêu em nếu như em tiếp tục như thế, đúng không? Cho nên sự trẻ con không sai nhá. Bởi vì như chị nói, có yêu cái người phụ nữ có 60, 70 tuổi, một khi gặp đúng người đàn ông họ vẫn muốn là trẻ con. Nhưng cái sự trẻ con đấy phải là sự trẻ con có chủ đích để dễ thương, đáng yêu trong tình yêu đấy. Chứ không phải trẻ con đến nỗi không nói lý lẽ, không thấu hiểu tâm lý của người khác, không nghĩ cho người khác, không hy sinh vì người khác. Cái đó nó hoàn toàn khác nhau. Trẻ con để mà dễ thương để được yêu, nó là đúng đắn. Nhưng trẻ con để mà không hiểu chuyện thì cái đó không chấp nhận được, đúng không nào? Cho nên bây giờ thực sự không chỉ em, rất nhiều những người phụ nữ ngoài kia và trong đó có chị của trong quá khứ cũng đã từng trẻ con như thế, đòi hỏi như thế và để mất đi tình yêu của mình. Đấy, chị phải mất đi cái tình yêu đấy rồi chị học được một bài học để rồi chị rút kinh nghiệm và chị hạnh phúc bây giờ. Thế cho nên là em bây giờ nhân thức em chưa mất đi cái tình yêu đấy thì em muốn giữ thì em phải thay đổi đi. Bởi vì có rất nhiều người phụ nữ phải chờ đến khi mình mất rồi thì mình có bài học thực sự. Nhưng chị không muốn em rơi vào cái tình huống đấy. Cho nên em phải thay đổi luôn đi, đừng trẻ con nữa. Trẻ con của mình phải có mục đích chứ không phải là trẻ con thực sự mà không hiểu chuyện, đúng không nào? Phải nhớ rằng muốn người đàn ông này không rời mình ra được thì phải có lý do. À, ở bên mình phải thế nào thì anh ấy không thay đổi chứ, thì anh ấy không rời bỏ mình đi chứ, đúng không? Ở bên mình luôn hạnh phúc, luôn vui vẻ, được ghi nhận, được yêu thương, cho anh ấy có cảm giác anh ấy là định mệnh của cuộc đời mình thì anh ấy sẽ không rời được. Đó là lý do chị cho ra rất nhiều khóa học để nâng cao kiến thức cho các bạn trong tình yêu. Những khóa học mà nó phải trả giá bằng những cái đau khổ, nước mắt, thậm chí là sự hy sinh của những mối quan hệ mới có được những cái bài học đấy để cho các em, để các em có thể trang bị kiến thức cho mình, đúng không? Thế bây giờ em phải thay đổi đi. Ví dụ như là khóa học là nghệ thuật sử dụng ngôn từ thì người si mê là mình biết cách chủ động dùng những ngôn từ để tiêm nhiễm vào đầu người ta, khiến cho người ta coi mình là định mệnh, người ta hạnh phúc, người ta sung sướng, người ta thăng hoa ở cạnh mình. Thế thì người ta mới tự nguyện chứ, đúng không? Và khóa học kỹ năng yêu khiến người ấy luôn nhớ bạn. Bạn phải có những kỹ năng để vận hành cái tình yêu đấy, để nuôi dưỡng cái tình yêu đấy, để người ta không thể rời xa mình được chút, đúng không? Đó, đấy chỉ là một trong những khóa học mà chị chỉ liệt kê ra để em biết là
có những cái kiến thức như thế để mình phải trau dồi, mình phải muốn có hạnh phúc với đàn ông là mình phải có kiến thức, đúng không? Mình phải có những cái thứ để khiến cho người đàn ông ấy không muốn rời xa mình đó. Còn bây giờ ở trong tình huống của em như thế này, chị nghĩ rằng em cũng không cần phải hứa hẹn gì với anh ấy cả, bởi vì cái hứa đấy nó không có giá trị, em làm nó mới là giá trị. Nên bây giờ em không cần phải nói với anh ấy điều gì cả, nghiêm túc nhìn nhận vấn đề. Đó là cái thái độ mà người đàn ông đang cần. Hãy nói với anh ấy rằng anh ạ, thời gian qua em rất là nghiêm túc nhìn nhận những cái vấn đề, và em nghĩ rằng thực sự cái mối quan hệ này phải có cái sự thay đổi, phải có cái sự trưởng thành lên thì mới có thể đem lại hạnh phúc cho nhau. Và thực sự trong thời gian qua em thừa nhận rằng mình có cái sự trẻ con mà nó khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi. Và bây giờ em cũng muốn cho mình khoảng thời gian để mình thực sự nhìn lại chính mình, để em thay đổi, và để cái lúc mà em tự tin rằng em có thể làm được người em yêu hạnh phúc thì em mới bước đến cái cuộc sống đó để làm cho người em yêu hạnh phúc. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cứ giữ mối quan hệ như thế này đi. Đó, chúng ta hãy cứ làm bạn với nhau đi, để chúng ta nhận ra chúng ta có thực sự cần nhau và chúng ta có thực sự có thể làm nhau được hạnh phúc hay không. Đó, em nói như thế nhá, không phải chờ người ta chia tay mình mới chia tay người ta, mà đây là một cái sự tạm dừng rất cần thiết để anh ấy nhận ra rằng em tự trọng, em cũng giá trị, em cũng ý thức được vấn đề và em muốn thay đổi đấy. Đó, nhưng đó là một cái sự tự nguyện từ phía em, chứ không phải là chờ đấy phải bắt nhá, cho nên không hứa hẹn gì cả. Mà em hãy nói với anh ấy rằng đến khi mà em thực sự đủ cái trưởng thành đấy, em có thể làm cho người em yêu hạnh phúc, thì em mới bước vào một quan hệ đấy. Thì sau quãng thời gian đấy thì em hãy cứ làm một cô gái rất là chu đáo, rất là yêu thương đi nhá. Em không cần phải nói là chúng ta quay lại với nhau, trong suốt quãng thời gian đấy em học cách trau dồi cho mình những kỹ năng để gieo yêu thương vào cho cái người đàn ông đấy, để họ không sống thiếu mình được, để họ mỗi khi vắng mình họ nhớ mình bởi cái sự chu đáo, ân cần, dịu dàng và bàn tay của một người phụ nữ. Đó, đó là những cái điều mà chị cũng có chia sẻ trong khóa học trở thành người không thể thay thế, để các em có thể dần dần trau dồi. Nghĩa là bạn nào có điều kiện thì tham gia những khóa học đấy, còn bạn nào không có điều kiện thì cứ xem thật nhiều những video của chị ấy. Chị có chia sẻ về những cái cách ấy để chúng ta gieo yêu thương cho người đối phương, đúng không? Nói những cái câu gì khiến người ta thích, người ta vui, có quá nhiều các video miễn phí luôn, đúng không? Có điều kiện thì chúng ta tham gia khóa học nó sẽ bài bản hơn, nó sẽ được sắp xếp một cách kỹ lưỡng hơn để có kiến thức toàn diện này. Thế nhưng những cái video miễn phí thì cũng rất là giá trị. Đấy, có điều kiện thì tham gia khóa học, không có điều kiện thì xem những video miễn phí để mình phải ứng dụng. Đúng nào, phải biết gieo yêu thương cho đàn ông để khiến đàn ông si mê mình, chứ đừng ngồi đấy và chờ. Mình phải biết xoay chuyển tình thế làm chủ, chứ không phải là bị động ở đó, được không nào nhá. Đấy, thì em nói với anh ấy cái câu đấy rồi, từ đó em biết gieo yêu thương vào đầu anh ấy. Đấy, từ đấy khiến cho anh ấy si mê em, không sống thiếu em được. Và một mặc định đôi khi quay lại không có nghĩa phải nói là chúng ta quay lại với nhau đi, mà khi bọn em thực sự hạnh phúc, thăng hoa khi ở cạnh nhau, đó là một sự quay lại tuyệt vời nhất rồi, được không nào nhá. Đó, thay đổi bản thân mình đi, phải tạo cho những niềm vui, những giá trị, người ta mới có lý do để ở cạnh mình, được không nào? Không phải anh ấy bắt em thay đổi, mà chính bản thân em phải thay đổi thì mới có hạnh phúc, được không nào? Đừng quên tham gia những khóa học mà chị có nói ở trên, bằng cách lên Google gõ toanhuyenhanhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình, các bạn kéo xuống có khóa học, đăng ký càng sớm càng tốt nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.